Em hướng dẫn cho cô chú giật cái máy này nè, rất là đỉnh nha cô chú. Thì mình chỉ kéo ra nè, cái coi cái thao tác giật, em giật bằng ngón tay út chứ ngón tay vanh thôi. Đó vậy nè, kéo ra buông lại nè, đó vậy là chạy ha. Đó rồi bật công tắc nè, đó. Đó kéo ra buông lại là chạy à. Nè tắt nè, kéo ra. Rồi má cắt cỏ Minh Kiệt xin kính chào anh em ha. Thì lời nói đầu tiên em xin chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ máy cắt cỏ Minh Kiệt rất là nhiều nha cô chú. Cảm ơn cô chú đã ủng hộ em ha. Thì clip này em lên thì cô chú cũng chốt rất là quyết liệt. Xin cảm ơn cô chú rất là nhiều nha cô chú. Thì cửa hàng em là hôm nay về rất là nhiều máy bãi nè cô chú. Đó, lúc nào cũng trang bị đầy nhà để giao lưu với cô chú ha. Đó. Bên em là chuyên tuyển những hàng máy Nhật bãi mà máy siêu đẹp để giao lưu với cô chú hay cô chú. Đó tất cả những thương hiệu nè, hàng nổi tiếng của Mitsubishi nè, Robin, Makita, Echo, nói chung là rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng của Nhật hay cô chú. Đó bên em là em tuyển máy đẹp em bán đâu à, không có bán máy như là mua về để lắp ráp là không có hay cô chú. Máy bên em là máy green nha. Đó thì hình thức bán máy bên em làm bao ship tận nhà cho cô chú nè, tới nơi thì cô chú được quyền là kêu shipper ngồi đó, cô chú khui thùng ra nè, đổ xăng vô, giật chạy, kiểm tra hàng thoải mái rồi mới thanh toán cho shipper cô chú. Thì đặc biệt là bên em không nhận cọc trước của cô chú luôn, để cho cô chú có sự tin tưởng bên cửa hàng em ha. Đó, tin tưởng 100% để đặt hàng bên em nghe cô chú. Rồi thì tiếp tục là hôm nay em có về là những đầu máy GX35 đó. Đây thì vô giới thiệu luôn Hiểu ơi. Đây thì những con máy GX35 bên em là đây là hàng loại 1 của Hồ Cẩm Đào nghe cô chú. Đó đây, đây hàng loại 1 của Hồ Cẩm Đào là có dập nổi Honda GX35 ha. Nhưng mà hàng loại của Hồ Cẩm Đào nghe cô chú. Đó hàng bên đây là em cũng tuyển về đó, hàng cũng lựa để bán giao lưu với cô chú đó. Rất là nhiều cô chú đã sử dụng rồi và đã phản hồi lại máy xài rất là chuẩn nên quyết định là em lấy thêm về để giao lưu với cô chú nữa ha. Đó đây máy rất là chuẩn nghe cô chú, quay rõ chi tiết cho cô chú xem nè. Đó mấy anh đã xài xong rồi thấy em thấy phản hồi lại xài rất là chuẩn nên em mới quyết định là lấy thêm về giao lưu với cô chú ha. Thì cái đầu máy như vậy đây thì em giao lưu với cô chú giá 1.190.000, em bao phí ship tận nhà cho cô chú nè. Còn ví dụ như cái máy là nguyên bộ máy gì nè, cái đầu máy và cây cần, tay lái đồ nguyên bộ hết và tặng đủ phụ kiện hết thì bên em sẽ giao lưu với cô chú giá 1.590.000, em cũng bao phí ship tận nhà cho cô chú ha. Máy này là máy 4 thì Honda GX35 nghe cô chú, máy là xăng riêng nhất riêng. Rồi thì em sẽ giới thiệu phần quà tặng bên máy hàng Nhật bãi cô chú ơi. Rồi thì bên em bán hàng Nhật bãi em sẽ tặng những quà tặng này nè cô chú. Em sẽ bao phí ship tận nhà cho cô chú, xong em sẽ tặng những quà tặng này cho cô chú nữa nè. Cô chú an tâm đặt hàng ha, không mất tốn một chi phí nào thêm nữa hay cô chú. Ví dụ như cô chú đặt cái máy 1.500.000 đi, em sẽ tặng những món quà này nè. Một cái chắn cỏ nè. Đó, khi cắt cỏ thì bụi đồ cỏ đâu nó không văng vô mình ha. Là một cái nè. Cái thứ hai là một sợi dây đeo nè cô chú. Một sợi dây đeo có móc khóa đàng hoàng, có đồ quẩy đàng hoàng ha. Hai món. Món thứ ba là một cây lục giác 4. Đó, cây này để mình lắp cái đầu bò nè, lắp tay lái nè cô chú. Ba món. Món thứ tư này mới xịn sò nè. Đó, món này là khi mình đi ra ruộng đó, mình đem cây này theo. Này lắp lưỡi ok luôn nè cô chú. Nè lắp bugi. Đây là dạng ốc tua vít. Đó, 3 trong 1 rất là xịn sò ha. 4 món. Rồi, thì món thứ tư là một cái lưỡi cô chú. Đây, thì bên em sẽ có 3 loại lưỡi nè. Đây là lưỡi tròn Nhật bãi. Đây là ổ dây cước nè cô chú. Đó, rất là ok, cái món này là rất là ok nè, mấy cô nữ với mấy chú xài bằng cái lưỡi gọi lưỡi cắt bằng dây đó cô chú. Đó, mình là trong bán hàng thì gọi là ổ dây cước ha. Còn mấy chú cứ gọi là lưỡi cắt bằng dây. Là hai món nè. Món thứ ba là một cái lưỡi dài Nhật bãi. Ủa, lưỡi dài mới nghe cô chú. Nhưng mà lưỡi xịn phạm quan ha.
Đó, lưỡi 300. Rồi, thì ba lưỡi này cô chú được quyền lựa một lưỡi trong ba lưỡi này. Ví dụ như cô chú lấy cái lưỡi tròn Nhật Bãi thì bỏ lại hai cái này cho em. Ví dụ như cô chú lấy cái lưỡi ổ cước thì bỏ lại hai này. Còn như cô chú lấy hết ba món này thì thêm cho em 100 ngàn. Còn lấy món này thêm 50 ngàn. Đó, vậy đó. Tổng combo này hết là 100 ngàn nè cô chú. Rồi bên em có bán cái bơm nước bằng inox luôn. Đó, lúc này là mùa khô hạn nên cô chú trang bị cho mình cái bơm nước đi. Tưới vườn trái cây mình luôn, 150 ngàn. Đó, cái gạt cỏ thì cắt lúa cho trâu, cho bò ăn nè. Đó, chắc cắt cỏ nè. 90 ngàn nghe cô chú. Rồi bên em có bán chai nhớt 2 thì luôn cô chú ơi. Dầu nhớt Mekong Lút 2 thì. Đó, chuyên máy cắt cỏ, máy thổi lá, máy cưa. Có cái cống lường nghe cô chú. 1 lít xăng thì mình lường vô 80ml nè. Đó, một cái can gì đây thì em bán giá 100 ngàn nè cô chú. Rồi vô bán máy cô chú ơi. Rồi, con máy đầu tiên của hôm nay là ngày 2 của tháng 4 nghe cô chú. Hôm nay là ngày 2 tháng 4, con máy đầu tiên đến từ thương hiệu Robin. Nhưng mà con này thì cái tem nó phai cô chú ơi. Mấy ông thợ em rửa dầu mất tiêu cái chữ Robin ở đây nè. Còn mà thấy không hiểu. Thấy cái gì mà chữ Robin không? Thấy nè. Đó. Nè, BF2001 này cô chú. Con này là nòng 30 ly. Con này là siêu nhẹ và siêu nhỏ gọn này cô chú. Đó, rất là nhiều cô chú là lựa chọn dòng máy này để xài nè. Tại vì nó rất là nhẹ nhưng mà một là tiết kiệm xăng nè, hai là nó nhẹ nè, nhưng mà ba là nó mạnh nghe cô chú. Thấy nó nhỏ gọn nhưng mà nó mạnh đó. Thật sự là rất là nhiều cô chú đã xài xong là kêu là Kiệt ơi lựa là em lựa máy này đấy, thật sự chứ ngày là em lựa mười mấy 20 cái em bán là bình thường đó. Đó, tay lái là tay lái ngắn này cô chú. Đó, tại vì giá nó mềm rồi nó dễ xài, nó bền đó cô chú, cắt nó im nữa. Đây, đầu bò xịn sò nè. Đó, trắng cỏ ghim ha. Con này ghim nguyên con. Nó có hai bộ tay lái ha. Tay lái ngắn cắt trong vườn trái cây nè. Em có trang bị cho cô chú thêm một cái tay lái mới nữa là tay lái dài nè bằng inox nè. Rồi, thì khi mà cô chú là nhận máy về tới nhà thì cứ đổ xăng vô, bơm xăng lên, đóng e rồi giật ha. Đó. Máy nổ là bao im nghe cô chú. Đó, tới nơi thì cô chú được quyền đổ xăng vô nè, test máy, giật máy, nổ ngon lành nè. Bao phê ha. Rồi tắt cô chú ơi. Công tắc nằm trên tay lái nè. Ở trên cái sau lưng máy ha. Đó, tới nơi thì cô nè, em quay nè, chi tiết nè, bô nè, nói chung là không giấu điểm nào hết nè. Bình xăng là qua mà gồ siêu tiết kiệm xăng. Đó, em là quay chi tiết không giấu điểm nào hết á. Rồi thì hôm nay là lô ngày 2 thì em lên lô hôm qua lô A hả hiểu. A bữa nay là A ớ đi cô chú ơi. A tới Á đi. A rồi Á rồi ngày mai hả ớ ha. Á 1. Bữa nay ngày 2 tháng 4 cô chú ơi. Ngày 2 tháng 4 nè. Đó, ngày 2 tháng 4 em lên lô Á 1 đi cô chú. Á 1 giao lưu với cô chú giá 1 triệu. Đó. Chỉ có 1 triệu là mình sở hữu được một con máy là hàng Nhật Bãi nghe cô chú, thương hiệu Robin ha. Con này đúng ra là giá 1 triệu mốt, 1 triệu 2 nhưng mà cái tem này em thấy nó hơi phai màu thôi, em để cho cô chú 1 triệu thôi. Đó, cô chú nào không quan trọng dễ bề ngoài mua mấy con này giá siêu rẻ luôn mà xài là bao bền, bao im luôn cô chú. Rồi, kế tiếp là đến từ thương hiệu là Makita. Đó, Makita MEM20cc nòng 30 ly. Nè, lốc còn sáng gợt ha. Nè, le đỏ tự động luôn cô chú. Đó, ngoại hình máy là còn ok, còn đẹp ha. Nè, bô nè. Đó, ngoại hình máy là còn rất là đẹp nghe cô chú. Thấy rõ không hiểu? Thấy nè. Đó, quay bữa nay trời chuyển mưa cô chú ơi. Quê em bữa nay trời chuyển mưa nên nó hơi tối nên cô chú thông cảm để ý kỹ giùm em ha. Em cũng quay chậm cho cô chú nè. Đầu bò nè, trắng cỏ ghim, tay lái cần ghim hết 100% ha. Con này ghim nghe cô chú. Ghim 100%. Rồi, thì mình thao tác mình giật á
Tới nơi thì cô chú đổ xăng vô nè, tại bên khi mà em vận chuyển em đổ xăng ra hết, cô chú về mua xăng pha nhớt về đổ vô ha. Nè bóp vú nè. Đó mình đè xuống mình xe cái nấm vú mình bóp ép 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 vậy nè. Bấm e vô thì giật ha. Đó. Cô chú nhớ giùm em cái le đỏ tự động này mình bấm vô, khi mình lên ga là nó tự nhảy ga lên nghe cô chú. Nè. Rồi nó nổ cái tiếng nó đẳng cấp nó đã nè cô chú. Bao im ha. Rồi công tắc nằm phía sau này nè cô chú. Đó, máy rất là nhạy nghe cô chú. Thương hiệu Makita rất là nhạy luôn á. Bao chuẩn luôn ha. Rồi, tắt máy nghe cô chú. Này, rất là đẹp ha. Rồi, thì ký hiệu là A2 cô chú ơi. Đây. Ký hiệu là A2. Nhớ nhắc giùm em là A2 của ngày 2 tháng 4 nha cô chú. A2 giao lưu với cô chú giá 1.2 triệu. Đó. Siêu rẻ ha. Có 1.2 triệu là sở hữu được con máy Nhật siêu đẹp nha cô chú. Rất là đẹp ha. Nên bữa nay khuyến mãi cô chú ơi. Nói chung là đúng ra là giá nó 1.3 triệu, 1.4 triệu là bình thường, nhưng mà em để cho cô chú giá 1.2 triệu thôi. Rồi, kế tiếp là cũng đến từ thương hiệu Robin. Máy cũng siêu đẹp nghe cô chú. 20cc nòng 30 ly. Nè, ốc bình xăng cũng là vàng nghính luôn nè. Siêu tiết kiệm xăng ha. Đó, lốc đẹp, bô đẹp, bình xăng cũng đẹp. Nói chung là ngoại hình con này cũng đẹp, rất là đẹp ha. Nè. Quay máy làm quay chi tiết nè, không giấu điểm nào nghe cô chú. À, bô cũng còn sáng luôn nè. Đó, thấy rõ hết không hiểu? Thấy rồi. Tay lái ghim cần ghim ha. Nè, cần ghim tay lái ghim. Nè, đầu bò xịn sò nè. Chắn cỏ ghim ha. Rồi, test máy luôn. Rồi, bóp vú. Bật e. Nhớ giùm em có hai thao tác nè. Le đỏ tự động nè, bóp vú, bật le lên rồi giật ha. Đó, lên ra cái le đỏ tự động nó tự nhảy ha. Bao chuẩn nghe cô chú. Rồi tắt máy nè. Đó. Siêu nhảy ha. Để trên đầu gối kéo thẳng dây là chạy thôi cô chú ơi. Nói chung là những đầu máy này là đời này là siêu nhảy, siêu nhỏ gọn mà siêu rẻ luôn cô chú. Rồi thì A3, ký hiệu là A3 nha, ngày 2 tháng 4. Ví dụ như trong thời gian mà em like đó, cô chú gọi qua số điện thoại em, nếu mà không được thì cứ kết bạn Zalo với em ha. À, nhắn qua Zalo em có để số điện thoại trên màn hình đó, nhắn qua Zalo của em. 1.3 triệu. Ủa 1.2 triệu cô chú ơi. Đúng gần 1.3 triệu nhưng mà thôi, giảm còn 1.2 triệu thôi. Bữa nay là giảm giá cho cô chú. Lâu quá không có giảm giá, bữa nay giảm giá cho mấy chú vui ha. Rồi, kế tiếp là đến từ thương hiệu Maguyama. Đó. Maguyama AC23 nòng 32 ly. Con này là hành trình bích tông cao ha cô chú. Thương hiệu Maguyama. Đây, tum rồi ha cô chú. Nè, tum rồi. Bô còn đẹp nè. Đó. Con này đây cái vỏ nó hơi hơi xấu xấu nhưng mà chắc máy trông còn đẹp ha. Cái vỏ nó cũng trung bình chứ không phải xấu nghe cô chú, cũng còn đẹp á. Nè, tay lái ghim cần ghim nè, nhưng mà được cái tum rời ha. Nè, con này là hai AC23cc nè, nòng 32 ly ha. À, đầu bò xịn sò, trắng cỏ ghim. Rồi, test máy luôn cô chú ơi. Cũng bóp vú đóng e. Con này le bật ha, đẩy le xuống. Lên miếng gà giật. Bật e lên. Con này 23cc nòng 32 ly. Hành trình bích tông cao nên nó tua nó cao lắm nha cô chú. Cô chú nào mà
rồi có xài bình xịt thuốc hay là chế xe đạp rồi chưa? Chốt con này nè. Rồi công tắc thì nó nằm trên ta lái nè cô chú. Đó. Máy rất là chuẩn ha. 23cc nòng 32 ly. Thường thường thì mấy clip trước này em lên là 7, 8, 9, nhưng mà bữa nay là làm chương trình khuyến mãi cô chú ơi. Lâu quá không có khuyến mãi cho mấy chú. Con này thì ngoại hình nó cũng là trung bình. Con này được cái là tum gờ với hành trình bê tông cao. Giảm giá cho cô chú còn 1.6 triệu thôi. À 4. Lâu quá không có làm chương trình cho mấy chú. Mấy chú chắc cũng đợi ha. À 4 giao lưu với cô chú giá 1.6 triệu. Đó, bao phí ship tới nhà tặng đủ phụ kiện ha. Tum gời 1.6 triệu, thương hiệu Maguyama. Đó, còn đó là tiết kiệm xăng, có dập nổi made in Gia Băng chính hãng trên lốc luôn á. Rồi, kế tiếp là đến từ thương hiệu cũng là Maguyama, nhưng mà máy này là thương hiệu của người Nhật sản xuất cho người Nhật xài nghe cô chú. KC23 nòng 32 ly. Nè, ốc nó đẹp nè, con này đẹp len can nghe cô chú. Bữa nay là em này là em Ngọc Trinh nha. Đẹp nhất trong ngày hôm nay, em này là được cái là trợ lực luôn nè cô chú. Trợ lực ngược luôn, kéo ra buông lại là chạy đó. Đây ngoại hình máy đây. Siêu đẹp ha. Đây, trắng tinh đẹp từng con ốc luôn. Nè, có tem Lima siêu tiết kiệm xăng luôn. Nè, bô nè, quay gõ bô cho cô chú xem nè. Đó, khi quay máy là em không giấu điểm nào hết này cô chú. Không có, nói chung là quay là phải chi tiết. Tại em không nhận cọc trước nên phải làm sao mà chi tiết có thể nhất có thể là cho cô chú. À, ga bóp xịn sò nè. Tay lái ghim cần ghim nè. Nè, 23cc nòng 32 ly ha. À, đầu bò xịn sò hàng bãi. Chắn cỏ ghim. À, tay lái ghim cần ghim chăm chăm, con này ghim chăm chăm ha. Con này đẹp như máy trong thùng với cô chú. Nhưng mà được cái là nó hàng đẳng cấp, có kéo ra buông lại là chạy cái đó đó. Rồi bóp vú. Đóng nghe. Lên miếng ga, kéo ra buông lại nè. Cực kỳ êm á. Nè, nó đã nè cô chú. Rồi tắt máy nè. Cô chú nào mà nhớ giùm em, khi xài máy hay thì khi mà mình chạy là khói nó phải pha ra phớt, lúc nào cũng phải có khói. Cái miệng bô này nè, để ý cái miệng bô này nè, lúc nào nó cũng hơi ướt cái miệng bô á, nó mới chuẩn máy ha. Còn cô chú nào mà chạy máy hay thì mà miệng bô khô gan là coi chừng mình quên pha nhớt, hoặc là mình pha ít quá nó dễ hư lốc máy lắm nghe cô chú. Dễ hư cái nòng lắm ha. Đó, rồi thì em hướng dẫn cho cô chú giật cái máy này nè, rất là đỉnh nghe cô chú. Thì mình chỉ kéo ra nè. Cái coi cái thao tác giật em giật bằng ngón tay út chứ ngón tay danh thôi. Đó vậy nè, kéo ra, buông lại nè. Đó, vậy là chạy ha. Đó, rồi bật công tắc nè. Đó. Kéo ra buông lại là chạy à. Nè, em tắt nè. Nè. Kéo ra. Siêu nhạy nha cô chú. Rồi, tắt nè. Rồi, A5. A5. Con này là siêu đẹp ha. Giao lưu với cô chú giá 2 triệu chẳng. Đó, đẹp len can như mấy thùng vậy đó. Mà có 2 triệu cô chú. Mấy chú nào mà chơi phái sưu tầm đồ hàng Nhật Bản mà đẹp len can là chốt con này đi. Chơi vừa chơi mà vừa làm kiểu luôn, làm mẫu luôn, để trong nhà là trưng bày luôn cũng được cô chú. Kế tiếp là A6 nghe cô chú. A6 đến từ thương hiệu Echo. Đó, bữa nay được con Echo đầu vuông nghe cô chú. Không gài Echo xanh không à, bữa nay được con Echo đầu vuông ha. Con này là 24cc nòng 32 ly. Cũng là sử dụng bình xăng Qamago siêu tiết kiệm xăng hay cô chú. Đây, Echo 24. Echo 24 nòng nó là 32 ly. Rồi, ga bóp xịn sò. Ga bóp mở dịch ha.
Nè, quay máy cho cô chú xem rõ nè. Đó, khi mà em quay máy là em quay chi tiết nha. Trời ơi, chỗ em là hôm nay hơi mưa nên là nó hơi ồn nên cô chú là thông cảm ha. Cô chú nghe kỹ kỹ giùm em cũng cố gắng nói cho nó thật là rõ. Nè, đầu bò xịn sò nè, nhưng mà có một cái chân cỏ nó bị bể cô chú ơi. Khi mà đi thì em sẽ gỡ chân cỏ này bỏ, em sẽ thay cái chân cỏ khác em tặng cho cô chú ha. Rồi, cũng test máy cô chú ơi. Rồi, thì cũng bóp vú như thường lệ. Bật e lên, bóp miếng ga, giật ha. Con này có trợ lực nghe cô chú. Ha, e xuống. Bao phê nghe cô chú. Thương hiệu Echo ha. Rất là chuẩn nha. Đó, máy nổ rất là lực nha cô chú. 24cc nồng 32 ly. Rồi công tắc nằm trên tay ga bóp mọi vật luôn. Đó, đẩy cái là tắt ha. Đó, mấy con này là có trợ lực luôn ha cô chú. Rồi A6, ký hiệu là A6, giao lưu với cô chú giá là hôm nay để em khuyến mãi 1,5 triệu luôn cô chú ơi. Nói chung là bữa nay là để giá mềm cho cô chú ha. Bữa nay lâu lâu khuyến mãi lần cho mấy chú ha, không gài không khuyến mãi. Bữa nay quyết định là khuyến mãi cho mấy chú. Rồi kế tiếp đến từ thương hiệu Echo, nhưng mà con này là bị lỗi cái dàn áo chỗ này xíu nè cô chú. Đó, bị lỗi miếng ngay đây ha. Như bên Nhật về á, chở container cái máy này máy kia nó thọt, nó bị cấn cái chỗ mấy cọng nhựa này nè. Quay gần lại cho mấy chú xem. Đó, bị lỗi xíu vậy đây. Em sẽ giảm giá cho cô chú là sát đất luôn. Đó, chiều hôm qua là con Echo 240 nè, là nồng 32 ly. Chiều hôm qua em bán là 10 triệu 8, 9 triệu, 2 triệu. Nói chung là tùy theo máy đẹp, máy xấu ha. Bữa nay là sale rẻ thúi luôn nè. Cũng là ga bóp là ha, ga bóp. À, đồ đạc là ok hết nè. Nè 240. Đồ bò xịn trắng cỏ ghim. Lâu làm chương trình bữa cô chú ơi, làm cho cô chú giao lưu đồ. Rồi, bóp vú lên ga đóng e. Có trợ lực luôn cô chú. Rồi hạ e ha, nhớ giùm em, mình giật e cái gì đó, rồi mình bật cái e xuống, rồi mình giật cái nữa là nổ luôn. Đó. Rồi máy này là siêu tiết kiệm xăng nghe cô chú. Đó, cô chú mà không quan trọng cái vẻ bề ngoài bị lỗi tí nè, chốt mấy con này rẻ mà lại bền và tiết kiệm xăng đó cô chú. Là cái hơi nè cô chú, cực kỳ chuẩn nha. Rồi tắt cô chú ơi. Đó, bữa nay là phải nói là giảm, là siêu giảm giá cho mấy chú. Đó, cô chú nào mà không quan trọng cái vẻ bề ngoài thì chốt ha. Rồi này là ký hiệu là A7, giao lưu với cô chú có 1,3 triệu thôi. Đó, giảm là 600-700 là bình thường. Nói chung là bên em là chi ân khách hàng dữ lắm. Mấy chú là mua bên em là khoái lắm, mua xong là giới thiệu mấy anh em vòng mua. Đó, rồi kế tiếp là thương hiệu Ryobi. Đó, con này là được nó là 261 nha cô chú. Nó là hạng Echo 261 đó, đời của Ryobi Echo nè. Để tiếng Nhật không rồi cô chú ơi, này mình không biết đường đọc làm sao nữa, tiếng Nhật không à. Nào, ngoại hình con này còn đẹp ha, con này là nồng 34 ly, đây có tem Lima siêu tiết kiệm xăng ha, có dập nổi Ryobi trên đây nè. Đó, hàng chuẩn, hàng của Echo đó cô chú. À, tài lái ghim ga bóp, con này còn quá đẹp cô chú ơi, con này còn xịn sò đẹp. Đây, đầu bò xịn luôn, đẹp, quá đẹp cô chú. Ốc còn trắng tinh luôn nè, trắng cỏ mà ốc còn chưa xét luôn nè, trắng cỏ ghim ha. Con này ghim nguyên con. Con này chuẩn rồi cô chú ơi. Bóp vú, bà ke lên ga, giật ha, có trợ lực luôn. Trời ơi, cọng dây nó mới rồi nè, ken semen luôn. Nhớ là mình đẩy e xuống liền ha, mình nhanh tay mình đẩy xuống thì nó chạy luôn, còn mình chậm tay nó tắt, mình phải giật lại cái.
rồi cái hơi nữa nè cô chú. Cực kỳ êm ha. Đó. Rồi công tắc nằm trên tay lái nè. Đó, đẩy xuống ha. Khi khởi động thì mình nhớ đẩy lên rồi mình hãy giật nha. Để mình tắt công tắc gì đây mà mình giật hoài là không bao giờ nó nổ nha. Nhớ là đẩy lên giùm em. Vậy rồi hãy giật ha. Rồi. A 8. À. Bữa nay quay trời mưa hơi tối nên cô chú thông cảm nghe cô chú. A 8 thường ngày là 2 triệu nhưng mà hôm nay là vẫn giảm giá cho cô chú luôn, còn 1.8 triệu luôn, giảm cho cô chú 200. Máy vẫn đẹp len can mà vẫn giảm cho cô chú bình thường ha. Máy ví dụ như đẹp thì giảm ít, còn mà giá máy xấu xấu là em giảm là sát gạt luôn á. Rồi kế tiếp cũng đến từ thương hiệu là Magu Dân Ma. À, con này nó cũng hơi xấu nè, xấu cái tem nè cô chú, cái tem nó hơi chốc nè, với máy thì nó hơi dơ dơ nè cô chú, ngoại hình nó dơ ha. Vẫn sử dụng bình xăng là Wambago siêu tiết kiệm xăng, lốc dập nổi mắt anh da băng. Đó, ốc là còn ghim nguyên con nè, con này bị dơ nè cô chú nè, ốc là ghim từng con ốc luôn, nhưng mà ngoại hình con này bị dơ ha. Rồi ga giữ đầu bò chắn kẹp chống quấn cỏ, chắn cỏ này gắn sẵn tặng ha. À, khi gửi đi là em tặng chắn cỏ sẵn, em gắn vô cần sẵn cho cô chú ha. Rồi cũng bóp chú đóng e lên ga, con này là 23cc nồng 32 ly, chụp giật trợ lực nghe cô chú, kéo thẳng dây là chạy thôi. Mấy chú lớn tuổi, mấy con nữ chốt mấy con trợ lực này nè, giật nó nhẹ giật ha, bật e lên. Nhỏ con mà nó lực ghê gớm nha cô chú. Con này là ngoại hình nó quá mới cô chú ơi. Nè, bình xăng qua mà gò ha. Lốc dập nổi máy tinh ra băng. Cái lốc đẹp như mới mới cô chú. Nè, mô nè. Đó, trợ lực luôn, kéo thẳng dây là chạy. Nè, nạt ra nè. Bao lực luôn nha cô chú. Được rồi, anh Tì nó nghe tiếng nó lực nè cô chú. Cực kỳ, nghe cái tiếng nó lực cực kỳ ha. Nồng lớn có khác nè. Rồi công tắc nè. Đó. Cô chú nào thích máy mạnh mà nhỏ gọn nhẹ mà mạnh là chốt con này nè cô chú. Á 10. Á 10 giao lưu với cô chú giá 2 triệu thôi. Con này đúng ra là 2.2 triệu. Nhưng mà thôi em giao lưu 2 triệu thôi. Bữa nay đẹp cũng giảm giá mà xấu cũng giảm giá luôn. Rồi kế tiếp là S-Tin. Đó hôm gài hôm qua là mấy chú gọi em S-Tin quá trời luôn. Em không có, bữa nay về được hai con. Nhưng mà con này đẹp, con kia thì hơi xấu. Con này đẹp. S-Tin 2651 nghe cô chú. FS2651 nồng 34 ly. Nhưng mà công suất nó là 2651 là nghe. À, con này là bình xăng là 2 kim ha. Nè, lốc đẹp, bô đẹp. Đây, con này được tum gời luôn nghe cô chú. Con này còn quá đẹp. Nè, ốc còn đẹp, len can luôn nè. Nè, bô nè. Đó, trắng tinh ha. Ngoại hình là tum gời ok luôn. Tay lái ghim cần ghim. Còn đẹp ha. Đây ghim nguyên con 2651 ha. À, đầu bò xịn sò luôn. Đó. Rồi. Cũng bóp vú. Bóp vú bà ke. Lên ga. Rồi, con này có trợ lực nghe cô chú. Hạ e xuống. Hết biết con tim nó chạy giả man cô chú ơi. Nghe tiếng nó lực nè cô chú. Cô chú nào có cắt bằng dây cước thì chốt con ép tim đi. Dây, nói chung là cái tua nó cao ghê gớm á. À, bao lên nha. Rồi, rồi công tắc thì nằm trên tay lái nè. Đó, bao lên nha. Rồi.
á, á 11. Giao lưu với cô chú 2.2 triệu đó, để giá mềm cho mấy chú ha. Siêu đẹp luôn mà có 2.2 triệu thôi. Rồi kế tiếp cũng là Estin, nhưng mà con này xấu hơn con vừa rồi. Này cô chú nào không quan trọng ngoại hình là chốt mấy con này. Estin, con này là FS26 NL. Đây con này thì bị lỗi mấy cái cọng nhựa ngay đây nè cô chú, nó gãy mấy cọng nhựa ngay đây nè. Đó, đó. Cô chú không quan trọng nó gãy mấy cọng nhựa thì chốt con này cũng là 2 kim. Đó, lỗi về đây là em giảm siêu giảm giá cho mấy chú nè. À, cô chú nào không chú quan trọng ngoại hình mà nó bị gãy mấy cọng mũ này nè là chốt mấy con này nè. Đi cắt cỏ cho trâu cho bò ăn thì mấy cọng này đâu có quan trọng gì đâu mấy chú, quan trọng là cái chất máy thôi. Đó, mấy chú mà cắt cho trâu cho bò ăn thì chốt mấy con này ha. Đó, ngoại hình nó là trung bình, tay lái ghim, nhưng mà được cái là ga bóp nè. À, ga bóp ha, tay lái ghim, cần ghim. Đây đầu bò xịn sò, hàng của Estin, hàng Đức, của Đức ha. Rồi cũng là bóp vút, bóp vút đóng e, bóp ga giật ha, hai e xuống rồi giật cái nữa. Đó, cô chú không quan trọng ngoại hình chốt mấy con này đi em, bao lực luôn. Estin nó chạy giả mang lắm cô chú. Khủng khiếp nè, hết biết thì trời nó chừng quá lực. Rồi công tắc nằm đây đó, khi khởi động nhớ bật công tắc nha cô chú ơi, nhớ giùm em. Bữa hổm có chú kia kìa, ổng mới nhận máy về á, cái ổng giật chạy cái ổng tắt tắt để đó, ngày mai sáng lại giật hoài không chạy, điện em liền kìa coi mày bán cái máy tao về tới nhà giật chạy mà tới qua bữa sau hết chạy rồi. Hỏi chú bằng tắt chưa, ông nói chết cha tao rồi chưa. A 12 giao lưu với cô chú giá 1.6 triệu thôi đó. Cô chú không quan trọng vẻ bề ngoài, chốt con này rẻ hơn 600.000, gãy mấy cọng nhựa thôi. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu Mitsubishi đó, hôm nay về được 2 con Mitsu, con này tên là 23, con kia là tên là 261 ha. Đó rồi, con này thì ngoại hình nó xấu nghe cô chú, Mitsu là về là ngoại hình ít có máy nào đẹp lắm nè, ngoại hình nó xấu quắc rồi cô chú ơi. Mấy con này là siêu giảm giá đó, cái vỏ xấu nghe cô chú, tum rời cũng xấu, nhưng mà cái vỏ này không quan trọng nghe cô chú, chốt được con Mitsu này nó chạy là em bao cô chú luôn nè, ra dữ ha. Rồi đầu bò xịn sò, trắng cỏ ghim, chung là máy Mitsu là về xấu xấu vậy đó, ít có được con máy nào đẹp lắm. Rồi cũng bóp vú bà ke lên ga, hai tốt, nhưng mà Mitsu là bao chạy đẳng cấp nè cô chú, coi nó đẳng cấp nè cô chú, gà tì nó đã nè. Bao khuê ha, 2 kim nghe cô chú, bình xăng 2 kim, lốc có dập nổi mắt anh giao băng, chính hãng hàng của Mitsubishi ha. Rồi tắt, con tắt nằm phía sau ha. Đó, cô chú không quan trọng vẻ bề ngoài, chốt mấy con này nè, bao đẳng cấp luôn. Cái vỏ nó xấu nghe cô chú nè, cái vỏ nó bạc màu hết trơn, xấu quắc à. À, con sao là báo vậy hết nghe cô chú, tại không nhận cọc trước nên là em báo kỹ lắm. Á 13 chốt cho cô chú giá 1.5 triệu thôi đó, hàng Mitsubishi ha, thường thường 1.8 triệu, 1.9 triệu, 2 triệu đó, còn bữa nay là 1.5 triệu à. Cái vỏ cô chú nào không quan trọng cái vỏ, chơi con này đi, bao phê luôn cô chú, mấy chú lớn tuổi á bao phê luôn á, Mitsu chạy đẳng cấp lắm. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu Mitsubishi TL261 đó, hàng đẳng cấp của Mitsubishi ha.
Đó, hôm nay về được con Mitsubishi tên là 261. Con này cũng được cô chú ơi. Không gọi là đẹp nhưng mà nó là cũng gọi là dạng là trung bình ha. Đó, cũng là tum rồi. Đó. Mitsubishi được gì là đẳng cấp rồi đó cô chú. Ít có được đẹp lắm. Về 100 con là chỉ là con hay con đẹp thôi. Được gì đây là thấy là cũng hạnh phúc rồi nè. Đây, model tên là 261 ha. À, chính hãng của hàng Mitsubishi ha. Rồi, đầu bò xịn xò. Chống quăng cỏ ha. Rồi, cô chú muốn xài tay lái nào thì cứ báo em lên cho nghe. Bóp vú, bật e, lên ga. Rồi, con này giật ha. Nghe Mitsubishi nó chạy nó đã gì đâu á. Mitsubishi tên là 261. Bao phê luôn cô chú ơi. Đẳng cấp ha. Mitsubishi cái tô nó cao ghê gớm thiệt. Công tắc nằm trên đây. Đó, thợ em ổng đưa lên trên đây nè. À, cô chú muốn xài cái công tắc ở đâu cứ báo đi. Rồi tay lái sao cứ báo đi, thợ em sẽ làm chuẩn hết cho cô chú ha. Máy về nó như vậy đó, bên Nhật về nó có dây điện sẵn trên vậy đó. Rồi cô chú muốn xài sao đó cứ báo đi, em là cho thợ em lên ha. Rồi, kế tiếp là A14. A14. Giao lưu với cô chú giá thường thường 2.8 triệu thôi cô chú, bữa nay còn 2.5 triệu thôi. Đó, tiền là 261 ha. 2.5 triệu. Đẳng cấp hàng của Mitsubishi ha. Tiền là 261. Rồi, con cuối cùng là đến từ thương hiệu là Makita 4 thì. Đó, bữa nay được con Makita 4 thì nha mấy chú. Makita 264, nồng nó là 34 ly. Thương hiệu này là máy 4 thì xăng riêng, nhớt riêng hay cô chú. Dành cho mấy chú lớn tuổi mà quên cách pha xăng đó. Nếu mà xài máy 2 thì mà không pha xăng là hư. Còn máy 4 thì mua xăng xe máy về đổ vô là chạy thôi. Lâu lâu thay nhớt một lần như xe máy vậy đó. À, vẫn sử dụng bình xăng qua mà gồ siêu tiết kiệm xăng ha. À, máy Nhật thì cô chú cứ an tâm đi, nó tiết kiệm xăng lắm. Makita nè. Tùm nhôm ha. Bồ đẹp, lóc đẹp. Tay lái zin, cần zin nguyên con. Đó, đầu bò xịn xò, hàng bãi ha. Rồi, bóp vú đóng e cũng như máy 2 thì thôi, bóp vú đóng e lên ga. Bật e. Hạ e xuống. Máy bao lực ha. Bao đẳng cấp. Cô chú nào nhà xài nhiều đất ha. Thì xài nhiều thì mua máy hàng bãi. Còn thì ít thì mua máy hồi nãy em giới thiệu đó, Honda GX35 đó cô chú. Đó. Nè, chạy đẳng cấp rồi cô chú. Chuẩn nha. Rồi, tắt hai cô chú. Rồi. A15 là con cuối cùng. A15. Bữa nay giảm cho cô chú còn 1.9 triệu thôi. Thường ngày là 2 triệu, 2 triệu 2 không có cô chú. Bữa nay 1.9 triệu thôi. Đó. Rồi, thì cuối clip thì em xin chân thành cảm ơn cô chú ha. Đó, cô chú nào mà nhà đất nhiều, xài nhiều thì chọn hàng Nhật Bản, cứ alo cho em đi. Kiệt ơi, lựa máy cho chú là em sẽ lựa cho cô chú một con máy thật là ok luôn. Đó, tại vì em không nhận cọc trước nè, cho cô chú kiểm tra máy nè. Nên là cô chú cứ an tâm đi, em lựa máy rất là đẹp. Lựa máy xấu hay là máy hư bể gì đó cô chú đâu nhận đâu, tại vì cô chú có đổ xăng vô test thử mà cảm nhận ok mới nhận, nên cô chú cứ an tâm đi, giao cho em lựa thì cứ an tâm đó. Xài ít thì mua con hàng này nè cô chú, Honda GX35 nè. Lâu lâu mình ví dụ như mình xài có vụ đó, cỡ tháng 2 tháng mình đem gai cắt lận 2 lần thì mua con mới đi, xài cho nó an tâm chút xíu đó. Còn xài nhiều ngày nào cũng xài thì mua hàng Nhật Bản xài hay cô chú. Rồi.
thì xem clip em cảm thấy vui thì nhớ cho em xin một like, một cái đăng ký kênh nha cô chú. Địa chỉ cửa hàng em là tại chợ Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú.